Tại vì có hỗ trợ nó phụ đẩy mà. Nước lên đến từ Faker cấp độ 3 đánh tay nội tại, bắt E và lính đánh tay nội tại đồ vương hút máu. Chúng phi đao đâm cánh, đập quy nổ quy 2 chúng đánh tay thêm một cái nội tại nữa, tóc tiên của Akali. Nhót nhót nhót, Faker la vào. Lướt E, tóc biến đánh tay đồ vương tầm gần. Ok, solo kill cho Faker. Ok, ván này thì mình theo dõi Faker với vị tướng Salad ở khu vực giữa trong một trận xếp hạng đơn ranh hàng mọi người ha. Ranh này như là ranh lục bảo, Faker đang không đánh ranh nhiều. Rồi, đợt trước thì Faker xách con Salad vô trong giải đánh kèo Ari. Thì hình như là Salad lúc đó của Faker là Salad sốc điện. Còn lần này chúng ta sẽ có một con Salad quyền năng bất diệt. Ngọn gió thứ hai hợp lý rồi, tàn phá hủy diệt, lan tràn, tăng thêm máu, hiện diện trí tuệ và huyền thoại gia tốc. Huyền thoại gia tốc là để lấy cooldown. Ôi cái bản ngọc là hợp lý á. Hiện diện trí tuệ này thì Faker không cần phải lên những cái món trang bị mana. À, lên đai tên lửa và động cơ vũ trụ. Không, động cơ vũ trụ thì nhiều khi là cứ để đó thôi mọi người. Đai tên lửa hoặc là động cơ vũ trụ nha, một trong hai món đó. Món đồ một á. Còn mọi người nếu như mà lên một rồi thì mọi người không lên món còn lại. À, ví dụ mọi người lên đai rồi thì mọi người hướng tới cái món hai, có thể là cái đồng hồ cát lên sớm. Còn lên động cơ vũ trụ rồi thì cũng hướng tới cái đồng hồ cát luôn. Món 3 thì hình như là Linh thấy là Faker manh nha, hướng tới một cái kiếm tái ương. Kèo Salad Akali. Mọi người thấy Linh nói đúng không? Kiểu như cứ đến với lại những cái kỳ mà chung kết thế giới đó, hoặc là MSI á, những cái mẫu chất tướng thiên về kỹ năng như là Akali với lại Salad á, nó sẽ xuất hiện rất là nhiều. Kèo này hai con đều khỏe nha. Nhưng mà thường là Akali thì nó nên lấy bước chân. Nó sẽ đánh theo cái kiểu là nó hồi phục máu. Và nếu như nha, không bây giờ người ta không lên cái 800 để giảm hút máu nữa mọi người. Chứ mà kèo đó Akali lên cái 800 nữa là Salad có bú. Nhưng mà đừng cái là bây giờ thì cái có cái meta đổi đường á, nên đường giữa thì nó không có còn thiên về cái kèo kỹ năng ở cấp độ đầu tiên quá nhiều nữa. Tại vì có hỗ trợ nó phụ đẩy mà. Lướt lên đến từ Faker cấp độ 3 đánh tay nội tại, bắt E và lính đánh tay nội tại đồ vương hút máu. Chúng phi đao đâm cánh, đập quy nổ quy 2 chúng đánh tay thêm một cái nội tại nữa, tóc tiên của Akali. Nhót nhót nhót, Faker la vào. Lướt E, tóc biến đánh tay đồ vương tầm gần. Ok, solo kill cho Faker. Lợi. Dr. Mundo đánh tay, à không, đó là đánh E. Dr. Mundo có tốc hành đánh E thêm cái nữa. Nói chung cái kèo Salad với lại Akali là kèo rất nặng kỹ năng đó mọi người, rất nặng luôn. Nên mình cũng không nói chắc được là cái kèo đó ai thắng, nó phụ thuộc vào kỹ năng xử lý của người chơi. Sẽ có một vài những cách bắn để thắng ha. Kèo này xuất hiện năm 2019 rồi mọi người. Năm 2019 đó, cho tới bây giờ. Rồi, lướt lên bắt E trượt. Đợt lính nó sẽ đẩy về. Xin ra về không? Xin ra đã về rồi ha. Akali bây giờ đang nhìn lính. Khúc này thì Akali đang khó thở rồi. Một giày và một phong ấn H8 đứng từ xa, Faker đóng băng cái đợt lính, kéo lính về. Không có cần phải cancel SP, nhưng mà hủy đi những cái chỉ số lính của Akali. Akali bây giờ đang làm gì đây? Có chat không? Có chat với lại Wukong không? Wukong làm sao mà giúp ông được? Chất tướng của Wukong cũng làm sao mà giúp được. Rồi, phi đao năm cánh của Akali cũng không trúng Faker nè. Nhả bom khói lấy cái đội tại, Faker lướt lên đồ vương, đập quy, còn bắt E2.
và quyết định là không bắt E2 trong cái tình huống đó. Tiếp tục là cái thế đóng băng được lính. Cái khúc này thì cắm mắt ở một bên sông nhằm kiểm soát cái lượng tầm nhìn. Tại cái khúc này là cái khúc mà cạnh tranh mầm ha, chuẩn bị 6 phút tới nơi rồi mọi người. Cái mầm nó cũng quan trọng nha, trong những cái tình huống mà lên cấp 6 cúp cái chiều cuối của Angeli cắt R1. Xin Giao cũng đang có mặt ở đây, cắt R2 lao vào tấn công đổi mạng. Ui, đồ vương hút máu kịp kìa. Nhưng mà hơi tiếc là Xin Giao vừa rồi không kích hoạt được cái liên hoàn tam thức để hỗ trợ cho Faker. Mấy cái kèo kiểu dạng BK ở đường trên hoặc là ở đường giữa đó thì những cái mầm ha, lưu ý là những cái mầm 6 phút là bắt đầu xuất hiện những cái mầm ha. 6 phút nó sẽ random 6 phút ha. 6 phút cho tới 6 phút 15 thì sẽ random ở trong cái khoảng thời gian đó, mầm nó sẽ xuất hiện khắp nơi trên bản đồ. Rồi, cái này là đánh run nên chúng ta sẽ không có thăm minh sâu đồ các kiểu giống như là đánh giải. 49 chỉ số lính so với lại 18 của Akali. Faker ở trong kèo mà đánh với lại tay gần thì quyết định là nâng 3 nút. Đánh với lại tay dài thì có thể là nâng 3 quy. 3 quy mắt đứt. Rồi dò xuống cánh dưới. Galista đang bị ca, hộ không, thả bóng ra, tấn công một lắc, bắt E2 thành công, đánh tay nội tại tiêu diệt cơ Ash, đập nguy làm chậm đường hộ không. Dứt dây vào silo nào, tiếp công bằng tình huống đồ vương, bị cơ bị bắt chán, trước một cái tôi hậu thư. Ây da, Faker đang tăng trụ, đổi target, tốt, là vào tấn công, đồ vương không kịp, đã bị cơ bị đá. Okay. Akali xuống, Akali còn cắt R2, Akali nhả tiêu đào năm cánh, cắt R trượt. Rồi, ok, nhưng mà vào đủ tầm để có thể tung phi đao nằm cánh giết điểm được Alistar. Rồi, quyết định của Faker là hướng tới một cái đai tên lửa. Đai ok nhá. Đai tên lửa giáp tay Faker. Gậy quá khổ. Đó, đồ cứ hướng tới những cái đồ đó thôi mọi người. Còn không á, thì mọi người hồi nãy Linh có nói á, mọi người nếu không build đai tên lửa, mọi người build động cơ vũ trụ cũng ok á. Tiếp tục là một cái thế lính đang bị đóng băng. Akali làm gì ở trong tình huống này đây? Cái bản ngọc của Faker là có hiện diện trí tuệ nha, nên không cần nhiều lắm mana bắt E2 xuống Akali kìa. Lao vào đồ vương đánh tay nội tại thêm cái nữa. Akali dưới nửa máu. Faker tiếp tục di chuyển lên cánh trên cắm mắt để tìm kiếm thông tin. Bắt E vừa rồi ép tóc biến của Akali. Khó chịu thế nhờ. Rồi. Né phi đao, phi tiêu. Lướt lên bắt E trúng. Đồ vương. Má con Silas nó có cái E2 vừa đâm kinh khủng. Kiểu như Silas nó cứ BK, chơi con Silas là bắt buộc phải BK mọi người ha. Nếu như mà trong một cái thế trận mà không đổi đường á, thì thường á là con Silas đó nó cần rất là nhiều tài nguyên của rừng. Của rừng là chính ha. Còn sụp thì chắc phải đợi cho cái quay khoảng chừng 3 phút rưỡi 4 phút á nó mới ra được đường giữa. Còn không là rừng. Rừng thì sẽ có những cái thời điểm hỗ trợ cho Silas là thời điểm mà cấp độ 3 của rừng và cấp độ 5 của rừng. Đó là những thời điểm mà thường á là lý thuyết á là người ta sẽ ra để ghé ra cho Silas. Lên trước cái lốc xoáy CC tốt, thêm lần hai nữa Kalista bỗng nhiên có mặt ở đường giữa và Faker vừa cái điểm hồi phục đó. Hiện diện trí tuệ hồi chút xíu máu cho Faker. Ê, chút xíu mana cho Faker. Thì quanh ngon rồi anh ơi hả? Được chuối. Akali thọt điên 30 CS. Lướt lên đồ vương cái nhẹ. Ôi, bắt em vào đồ trượt à. Có đồng đội hỗ trợ phương giữa, Faker chủ động tốc biến. Akali đã nằm. Năng lượng của Faker đội còn có chút xíu vẫn đủ để có thể đồ vương gây sát thương.
căng dữ vậy. Anh nghĩ Gam ăn được không? Gam ăn được nhá. Faker bắt buộc phải về nè. À, thế lính mặc dù nó đang hơi xấu xấu chút xíu mà bắt buộc phải về. Rồi, khó dịch chuyển. Quyết định của Faker là TP ra đường giữa chứ không phải là xuống đường dưới. Nãy xong cái đợt chính này, ghé phía bên phải không? Không, bên phải đã xong rồi. Có quyền năng bất diệt. Đó, tàn phá hủy diệt. Hai lớp thiên trụ cho Faker. Bắt E2 đánh tay nội tại, thêm 3 lần đánh tay nội tại nữa, lướt lên đồ vương tầm gần, cướp chiêu cuối, cắt R1 dứt điểm. R2 dùng để giết lính. Mượt thế nhò, xử lý mượt thế nhò. Như vậy là Faker đang trên hai con ha, con Yone và con Celeste. Với cái tình hình như thế này thì chắc là con AG nó khó có cơ hội được xuất hiện rồi mọi người. Akali Celeste, Ari, Orianna là những cái mẫu chất tướng mà đang có cơ hội xuất hiện nhiều hơn ở trong cái meta thời điểm này. Hello Nguyễn Anh nha. HLE đóng G2 mệt mỏi mới ăn được. Tiêu Anh không dễ ăn đâu ý. Nhưng mà vậy là đỡ hơn là đỡ vô gặp ông HLE rồi anh em. Ông HLE ông mạnh quá. Gì? Camille ra găng đường giữa hả? Cấp độ 6. Faker cấp độ 9. Lên 2 E bị bắt choáng lao vào. Đồ vương lướt E lùi ra phía sau. Có xin dầu phía sau bắt E2 quay ngược trở lại. Akali cắt R vào người của Faker. Faker không bị trúng E của Akali. Nhả bom khói ra. Cướp cái tối hậu thương của Faker. Lao vào tấn công vào người của Wukong. Dứt điểm Wukong bắt E trúng. Double kill cho Faker. À. Quá à. Faker dùng hai boss đánh run E luôn. Ừ, cái account này account đặt tên giống của bên hàng của Faker. Ồ, đợt này Faker đang búa căng lắm anh em ơi. Thêm một khiên trụ. Bữa chơi con Salad cũng căng đúng không? Bữa coi cái trận của Tiên Quánh mọi người. Để chút nữa mở lên cái tình huống khúc cuối cho mọi người coi. 5 đánh 3 băng trụ luôn chứ. Ok, giờ sao, lướt đai chạy. Ây da, đồ vương kìa. À, con hồi mẫu của Lắc. À, không trúng phía đâu 5 cánh. Rút về với còn 60 máu của Faker. Muốn căng dữ vậy. Faker đánh xe lắm, nghệ vãi đái. Mấy con gà biết cái gì. Cái đồ này là đồ đánh thanh thôi nha mọi người. Quyền trượng bảo tố. Giày pháp sư. Giày pháp sư và quyền trượng bảo tố là những cái đồ được búp ở trong cái phiên bản này. Nhưng mà mọi người dùng để đánh ranh thôi nha. Đánh giải thì chắc chắn là Faker không lên mấy này rồi. Đánh giải thì cái chỗ này sẽ là dây thủy ngân. Cái chỗ này thì nó sẽ là cái giáp tay Faker. Nhưng mà đồ này đánh ranh nhiều đam lắm. Đánh ranh nhiều khi là one shot luôn đó chứ. Rồi, Akalia 3 cấp độ, bắt E2 đi. Lướt đai nè. Ây da. Má vô E cái gần phần 3 máu. Bắt E qua phía bên kia. Trước Modern Kaiser lâu đài tình ái. Gõ trong cái lâu đài. Lướt E né E của Modern Kaiser và solo kill cho Faker. Căng khác. Và này Faker bắt R sau đúng không? Đây những cái chỉ số nè. Lướt E. À, Modern Kaiser bắt cái R. Faker bắt cái R ngược lại lấy những cái chỉ số tốt hơn ha. Rồi có lóc xảy à, nhưng mà không sợ, làm sao mà sợ. Còn đồ vương mà, đồ vương bây giờ là 4 giây không? Đồ vương là 4 giây rưỡi. Ây da, bị thiêu đốt. 1000 vàng cho Camille. Qua đó bị thiêu đốt nên đồ vương nó hút máu ít mọi người. Rồi.
Ok, ok. Dr. Mudo trâu phết. Tính ra cái đợt này nha, đợt này mà. Không mà đợt này đánh đúng kiểu dạng bỏ tay luôn á. Sắp tới sẽ là nhiều những cái tình huống múa lắm. Yone, Akali, Salad, Oriana, Ari. Nhiều khi là có thêm cả Yasuo nữa. Mà bây giờ là mấy cái mid lane bây giờ toàn mid lane khủng không à. À. JK cho Vi. À, Sikao, Sikao nợ nần. Rồi Faker, rồi còn ai nữa? Kernai. Kernai thì master theo cái kiểu là pháp sư rồi. Còn Akali, Akali cũng được. Sylas với lại Yone của Kernai thì sao anh em? Rồi một cân bao không? Chúng ta đại băng tỷ rồi, thôi chết rồi. Chết rồi, chậm CC rồi. Bao giờ đánh tiếp hả? Theo lịch là ngày 10 nha, ngày 10 tháng 10. Emo nữa hả? Emo lứa sau, Emo lứa sau, để cho mấy anh lớn được phía trên chơi thôi. Emo mâm dưới. Anh em coi EBL nhiều, anh em có thấy, anh em có theo dõi Kernai nhiều không? Anh em thấy Kernai đánh Sylas với lại Yone ok không? Akali Kernai thì ok á. Để chút Linh xong trận, Linh chắc cái bể túi của Kernai thôi. Kernai đánh mấy con tướng pháp sư ghê lắm, ghê xuyên suốt ở trong cái trận đấu. Không đánh được Yone hả? Chưa thấy đánh Sylas. Không đánh được Yone và chưa thấy đánh Sylas. Rồi Faker ra đường giữa nè, lướt E bắt E thành công, trước tối hậu thư chạy hộ một cái. Ây da, đập quy đánh tay nội tài, đánh đập ở trong cái tối hậu thư đó. Này thì lấy 1000 vàng của tôi. Chính xác cho Faker. Ây da, hụng xe rồi. Lý đồ là sử dụng cái đai tên lửa đó để ăn con xe, nhưng mà hụt rất chút chưa. AP của Faker với cái đồ này thì AP nó không nhiều lắm, nhưng mà nó có xin tính xét. Với lại thêm miếng máu đến từ cái đai tên lửa. Hồi chiêu thì như thế nào? Hồi chiêu thì cũng đang không nhiều nè. Thì đây là cái điểm bất lợi, nếu như mọi người lên cái động cơ vũ trụ á, thì cooldown hồi chiêu nó sẽ nhiều hơn. Và hiện tại thì hồi chiêu nó mới đang là 15. Cảm ơn bé bé bóng nhiều nha. Thank you. Chúc anh Linh và mọi người chơi vui vẻ. Thank you. Alo, alo me. Faker luyện lại Galio thấy cũng ok, mà thấy Scout đánh kinh. Đừng đó cho Faker chạy đường thoải mái. đội hình của T1 thì có thể đánh được cái cơm Tumiu Galio mà mọi người. Rớt đánh kè đi tính mà. Rồi, bắt E2 vừa rồi của Faker không trúng. Anh nghĩ Faker có chơi lại Kasubia. Kasubia thì không, anh nghĩ không chơi đâu. Bắt E đồ vương tốc biến ra, lao vào đánh cùng với lại team, nhấp nhả một dịp lụm Mordekaiser với tình huống đồ vương dứt điểm. Lướt lên, đâm vô cái bóng, bị trúng cái lóc xoáy, bắt E2 vừa rồi, ép tóc biến của quân công, đập ghi lấy nội tại, giữ cự ly, áp sát đồ vương vào người cơ miêu, lướt tiếp. Đó là tình huống lướt đai tên lửa để có thể gây sát thương ha. Ok, đánh nhấp nhả danh cụ khá là tốt của Faker. AC xuất hiện, Faker cấp độ 13. Canh lách lách né cái đà băng tiễn nè, chắc chắn là như vậy rồi. Cướp chưa vui, ôi tưởng đang múa đèn không anh em ơi.
cướp chiêu cuối của Akali, tính múa 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 múa. Nhưng mà vừa mới áp sát con AC trúng cái đạn băng tiễn rồi. Anh nghĩ Faker có chơi Kasubia không hả? Linh nghĩ là không chơi Kasubia. Kasubia bữa làm quách nó chơi là bởi vì nó là cái con tướng mà boy quanh chăm. Chứ mà bây giờ đâu ai chơi Kasubia đâu. Tính ra đợt này đang có mấy cái combo hay ha. Aurora Nocturne. Combo đó được phối với lại nhiều tướng khác nhau phết luôn á. Combo đó có thể phối với lại tướng xạ thủ như là Kalista đường dưới cũng ngon. Xong rồi phối với lại chích quá bá đạo. Xong rồi phối với lại Midfortune với lại Rail cũng được nữa. Combo tắt đèn xong rồi đóng lòng. Áo bảo đạn. Được của mọi người, nhiều combo phối với nhau phết luôn á. Ác hơn. Mà bởi vì cái tướng nó đa dụng như vậy á, nên mình sẽ thấy là nó sẽ gia tăng thêm cái độ flex của cái con tướng đó đó. Cái độ đa dụng của con tướng đó đó. Là khi mà người ta bích cái con tướng đó đầu thì bạn không thể nào chống hết được cái bộ combo của những cái bộ tướng đó. Oriana Nocturne nữa nè. Xong rồi Nocturne Ari nè. Quá trời là tướng phối hợp với nhau. Zack Sejuani. Con Cassante dạo gần đây là nó bị lép vế luôn. Lép vế hẳn ha. À mà nhiều khi nha, Linh đang nghĩ này, Linh chỉ nghĩ thôi nha, là nhiều khi mà bên phía của Tiên Oanh họ sẽ lấy con Vayne để chế con Aurora với lại cái combo đó. Được đúng mọi người. Tại vì con Vayne, Vayne nó có tàng hình, đi đường với lại con Aurora cũng tốt. Bắt E vừa rồi không trúng, Modern Kaiser đã sử dụng vương quốc tử vong của mình. Ban luôn hả? Ban luôn, nói làm gì nữa nè. Ban luôn thì dễ quá rồi. Lướt E lên, bắt E2, one shot được Ash. Tăng trụ của Faker. Tăng 3 hit đến từ trụ. Quá trời là quá đất. 14 sát dành cho Faker trong cái bản thi đấu này mới 23 phút. Lướt lên là bắt E tập thổi nổ đâu. Cái đồ mà xuyên kháng phép đam nó ảo lắm mọi người. 3 món xuyên kháng phép nè. 15 xuyên 15 15 15 là 45 rồi. Đam nó nổ ác lắm. GG.